Thưa quý vị, Lâm đang đứng ở đường Ngô Quyền trên chợ Bắc Sơn vào lúc 5:58 đó quý vị. Ủa, ghê vậy bạn? Dạ. Được quá. Hôm nay Lâm sẽ quay cái ngày 30 Tết. Ở đây có rất nhiều cô bác sẽ có bán mai Tết vào cái dịp sáng sớm vào lúc khoảng từ 5 giờ là đã có tụ họp rồi, nhưng mà giờ này Lâm đang đứng là khoảng 6 giờ. Cái quan cảnh mà hôm nay Lâm muốn quay đó là bán mai ở cái dịp mà sáng sớm cho các cô bác của mình để đem về chiên Tết rồi quý vị. Bán 70 đó, có 50 được. Quá trời đẹp. Chú. Dạ. Tại con đang quay cái khung cảnh về bán mai tại Tết nào cũng có. Dạ. Còn đây là ở ngoài gần giáp lộ của Ngô Quyền nè quý vị. Wow. Bán được mấy năm rồi chị? Hay năm nào cũng bán? Một năm bán lần. À không không, nhưng mà bán được 3-4 năm chưa? Lâu rồi. À dạ. Năm rồi đó. Này đẹp quá chị ơi. À, thường mai thì sẽ bán vào buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều đó quý vị. Thường chiều hôm qua thì đã sáng hôm qua đã có bắt đầu bán rồi, hôm nay thì là cái ngày này sẽ đông hơn rất là nhiều. Có nhiều bà con cô bác sẽ đứng ở ngoài dọc đường bán những cái cành mai. Như là ở ngoài Bắc mà mình bán hoa đào vậy, thì ở đây miền Nam sẽ là bán hoa mai. Từ đây Lâm sẽ đi ở phía trong. Chị quay phim lấy đi đâu vậy? Quay đây nè. Dạ. Ủa, bữa nay mình bán là bữa cuối phải không chị? Về nghỉ Tết chưa? Nghỉ rồi. À nghỉ Tết hả chú? Trưa nay nghỉ rồi. Trưa nay là bắt đầu nghỉ hả? Là mình giờ ngọ là nghỉ rồi đó. Mình là ở đâu lên đây bán hay là ở đây luôn chú? Ở đây đủ chỗ hết, đốc xài có, hành lộc có. À dạ. Tập bếp có. Rồi ở nhà mình có gói bánh gì chưa chú? Có. À, gói mà năm nay gói ít hàng. À dạ. Năm nay gói đủ gửi cho dòng họ bà con. Dạ. Dạ. Cứ hỏi để trả lời. Dạ. Đi đi nè. Giỏi. Con tin nó chung giỏi. Vô camera luôn nè. Camera kia đó. Camera đây hả?
Vô sao vô ông này không vô tôi ở đây được. Đây. Đó, dính rồi. Rồi. Rồi cho vô lên vô tiếp đi đặng coi. Tiếp đi. Ủa vậy là ở nhà là gói bánh rồi. Có chút đỉnh nha. Năm nay mình muốn bán như được như năm rồi không vậy chú? Không bằng năm rồi. Bèo hơn. Không, là người người ta mua ít hơn hay là người... số lượng là vừa dạ. Thì nó đủ chỗ nó đem lại bán. Đồng người bán qua tới nơi người bán nó chậm. Mấy năm trước ít người bán bạn hàng bán này nọ thì nó có bán được lắm, bán chạy lắm. Dạ. Ở đây số nhiều quá, tiểu thương ra nhiều, tiểu thương ra bán nhiều mà là chia sớt nhau vậy đó, có nghĩa chia sớt nhau. Nhưng mà cái số lượng người mua quẳng như vậy nhưng mà do người bán tăng. Do người tăng. Bán tăng đúng rồi đó. Dạ. Người tăng bán nhiều. Số lượng nó còn nhận được. Dạ. Wow, bên đó đẹp quá. Ở đây chú là bên đài truyền hình cái gì? Như thế nào á? Dạ. Mà năm nay con đi nhiều cái chợ thì thực sự là bán chậm, nó rất là chậm, không biết rồi mấy năm trước. Dưa hấu năm nay ít. Dạ. Chẳng hạn như cái tội qua cũng ít nhưng mà người ta cũng ít mua luôn. Ít mà đó. Dạ. Hai năm một tấn. Do đây kinh tế đông người quá. Dạ. Hoa đẹp quá. Cần xuống dưới cái. Đây là khu vực mà lên các mặt hàng bây giờ nè quý vị. Quay đẹp quá cô ơi. Mai vàng. Hôm qua là con nhớ bán rồi mà phải không cô? Bữa kia luôn chứ. Không, nhưng mà cô nhớ là hôm qua là có người bán rồi. Dạ. Năm nào cũng xuống đây mua hả cô? Thấy nhánh nào đẹp. Nếu mà cô trồng chậu lớn á, thì lấy cái nhánh này, còn chậu mà vừa thì nghĩ là nhánh này nè. Cái này còn nhiều nữa không? Vừa kịp đó cô. Đó còn ấy. Cái này thì nó ngon hơn thì tại vì mới chỗ có mấy bút à. Dạ. Cái nhánh này nhiêu? Rồi cũng không biết được. Hồi nãy 800 đó. 800 đó. Còn nhánh này. Đó thì cũng vậy đó, lấy thầu lấy hết. Hồi nãy băng vậy là tôi 800 đó. Cô chân chậu bự hay là chân chậu nhỏ? Thủy hả con? Bình thủy tinh á. Cái chậu này cao, cái này được không? Cái này thì cái này với ngày mai à? Ừ, đúng rồi. Thì cái này cô phải chịu thôi, còn cái này thì cô chân được lâu hơn. Dạ. Nói luôn á. Này đi ha. Dạ. Chị ơi. Thì cô về cô gấp nhỏ cái này được rồi cô chậm miếng cái vô luôn, lấy mấy cái qua che lại này, gấp mấy cái này thôi là cô chừa mấy cái này nè, có nghĩa là cô đãi miên một cái vô luôn, miên cái nguyên cái gì luôn, nguyên một cái chùm này vô luôn, rồi cái cô mình cắt hai cái này thôi cô, rồi cô chen ba cái ấy vô. Dạ, còn này thì chưa được lâu. 50 nha. Không có đâu. Lấy cho. Lấy cho một nhánh. Dạ. Nhánh này đi con ha. Dạ đúng rồi con. 80 đó. Hồi nãy tôi bán 100 đó. 100 vậy nè. Rồi nè, hết tiền thôi. Bình thường con có bán mai là con bán nhánh đó cũng 70 80 chứ con bán thấp không con. Tại vì mấy cô cực khổ. Dạ. Không có trả giá. Đẹp quá. Được không con? Được. Nè cô khó chân quá à. Hơi khó chân chút nhưng mà một là cô cắt bỏ cái nhánh này đi, cái nhánh này đi. Cô để nó diêm miệng vàng ngang lên vậy nè. Cô để vậy. Rồi mấy cái này cô đem chân hoặc là trồng thêm vô. Tại vì năm rồi mới cắt. À mới cắt nó mới ra đó hả? Dạ nè, năm rồi mới cắt cái dấu cắt ở đây nè cô. Nè, ra mấy nhánh mấy con ở đây nè. Tại con trồng mai không biết mà. Con chồng mai cũng biết là lựa cái nhánh này là đẹp phải không? Không, cái tướng nhánh thì đẹp đó nhưng mà cô phải cắt hai cái này ra cô chưng mới được nè.
tại cô không thể mà để hết toàn bộ vô đây được đâu. Thì biết là cô phải bỏ cái này. À, bỏ cái này với bỏ cái này. Rồi cô cắt. Cô hồi nãy 70 mà bây giờ lên 80 vậy. Ờ 80. Ủa mới nói 70 mà. Đầu tiên nó 70. Nói 70, nói 70 hai nhánh 70 hết. Nói lộn. Nói 70. Không có trả giá. Đúng không? 70. Đúng rồi, đúng rồi. Không kịp tại thôi 110 ngàn nữa 70. 70 không có kệ. Tại vì nói nhiều mua nhiều chứ không có kệ. 80. Có thể là chị nói chị nghĩ 80 mà chị nói 70. Quá nó có quá nó có. Một cây có nhánh là nhỏ nhỏ đường nhánh đi. Rồi 80 để kèm theo cho nó bỏ bỏ cái nhánh này để nhánh không cô cắt cái nhánh này ra rồi cô cũng chưng vô trống luôn à. Mình chưng vô trống luôn chưng vô luôn dạ có nghĩa là rồi cô lấy mấy cái kia cô che lại lấy bông che lại á cô. Mình ở đây giống như ở ngoài kia người ta bắn đạo á cô vui lắm. Rồi cái nhánh nào đâu nhánh chưa đâu không có tiền thối. Cô đang kiếm nhánh. Tại vì cô không có tiền thối hết không? Dạ. Đưa nhánh có mai đi. À nhà anh nó ba tô rồi đó. Có. Cũng được. Ừ rồi bà cho tiền nhánh thì để làm cái gì? Nó có cái gì đâu mà. Hồi nãy không có hả? Thôi ông ơi. Kẹp vô luôn. Ừ, cái vô. Không, kẹp vô luôn. Cô cắt cái này ra, cô kẹp cái này vô luôn. Đó, nhiều nhánh lắm. Cái này là tại vì có lá non. Có lá non. Rồi. Có lọc à. Dạ. Mình ở đâu ra bán vậy? Bán mà. Đúng không anh? Không ngờ có bán không? Năm nay như là số lượng người bán mai ít hơn, năm rồi bán nhiều lắm. Năm rồi bán dọc mình cái khu này luôn, giờ này là đã đông rồi. Năm nay thì ít quá. Ở đâu cái kia đi. Dạ. Ở đâu? Cái này. Khoảng mấy giờ là mình về cô? Nào hết thì về. À nào hết về hả? Dạ. Tại buổi đó. Mà năm nay số lượng bán như ít hơn năm rồi đó cô. Nếu năm rồi là miếng dọc này là đầy hết trơn luôn á. Năm hồi hôm qua hả? À dạ. Hôm qua con thấy ở dưới chợ 30/4 ở dưới ngay cái chợ gà người ta bán á, miếng cái dọc đó luôn. À, còn hôm qua thì bên con vẫn có thấy bán. Dạ. Từ từ cô, đi từ từ. Xe cổ không ạ? Hả? Đây lỗ khẩu nó 25 ngàn đó, tinh xài đó. Thì chung chung có 25 ngàn không à? 25 ngàn không à? Chứ cô có 20, rồi lẻ ra cô ra rồi khổ. Ở đây thì hay tắt đường một chút vì lượng người mua người bán dồn rồi.
cục ở đây rất là nhiều. Trong mỗi lần này mình đi qua nè quý vị, này lặt hơi sớm đậu quá. Hơi sớm hả con? Tại chậm năm nay rồi, năm nay nữa là còn cây còn non. Không không, cái này là do lặt sớm tại vì lá nó ra quá trời. Ở bông thì ra không kịp, có lạ thôi. Ngoài nguồn tay lông nó không bự đó, tại mua chị đi mua cái vườn tàu thâm giữa đó, chạy xuống bự gà đó, hai ba cây đẹp đẹp lắm, cây bự dữ lắm. Dạ. Ngoài mua đi vườn đó. Về luôn rồi đó hả chị? Không biết sao mà không biết.
quay chú nè. Wow, cái này để bao nhiêu năm rồi chú? 4 năm rồi hả? Đúng không? Dạ thấy quá đẹp. Cái này là mình sở thích của mình hay sao chú? À dạ, quá già dạ. Về lắm, tức cắt bớt rồi chứ nó ra à, dạ. Năm nào cũng lại đây mua mai hết trơn hả chú? Ừ. Dạ. Mai này đẹp. Có cái nó hơi chỗ một chút. Này chừng được khoảng 4 ngàn. Mai năm nay không đẹp vì nó 13 tháng rồi, năm trước hết. 13 tháng năm nhuận. Nên năm nay nó nở tùm lum hết trơn. Dạ. Có nhiều cô bác đang lựa mai. Rồi sau đây làm sẽ đi vào phía dưới trồng một chút nữa quý vị. Cô quay phim đây. Dạ con quay phóng sự Tết đây. Dạ. Ôi trời ơi anh ấy à, đã vô hình rồi. Wow, mai ở dưới nó đẹp. Nhân dịp năm mới thì Lâm kính chúc quý vị và gia đình. Dạ, năm mới được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Dạ, chúc mừng năm mới ạ. Rồi, xin cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại ở các video clip tiếp theo. Cô ơi, năm nào cũng mua ở đây hả cô? Mới mua lần đầu thôi. À dạ, chứ chợ này là ngày xưa giờ bán mai rất là... Đúng rồi, sáng sớm chạy xuống đây mua nè. À, chứ ở đây với chợ gà cũng bán đó cô. Mai bụi mắc quá à, mình mua ở đây chợ gà. À dạ. Trên tay mới thể tết mà. Không phải muốn cầm về được. Có cái dây nhỏ không chị? Tột cho cổ. Ở đây là khu vực đường Trần Phú nè quý vị, năm nào cũng có bán rất là nhiều loại, có các cô bác đứng những cái dọc đường để mà bán các loại mai để chưng Tết đó quý vị.
Ở Gạch Giá thì có một là chợ Bắc Sơn, hai là chợ gà, thứ ba nữa là ngay khu vực mà chợ gà sỏi thì vẫn có bán những cái cành mai để mà chuẩn Tết đó quý vị, rất là đông. Để đi một đây có là cái mà nhiều mai đang được đem lên bán nè quý vị. Mọi người đang cầm một nhánh mai về để mà chưng hoặc là để chưng đó quý vị. Rất là nhiều loại trái cây đang được đưa ra bày bán cái dịp Tết này. Đây là chợ vào buổi sáng. Rất là đông nhưng mà lượng người mua thì ít hơn năm rồi. Các gà cũng đưa ra đây bán luôn. Quý vị có nghe là tiếng chống lăn không ạ? Đó. Mua mai phải từ từ anh, mua mai mà gấp quá là không chọn được mai đẹp. Này ngắn nè. Cái này
ở đây có rất là nhiều mai đẹp. Mặc dù là năm nay là không có đẹp, không có được như mọi năm. Không, em quay mai thôi, quay mai thôi. Dạ không, em quay, không có chụp. Ủa mình ở đâu ra bán chị? Phi Thông hả? À, năm nay có bán được như năm rồi không chị thấy? À, được như năm rồi. À, dạ. Năm nay mai nó nở hơi sớm hả chị? Dạ. Bị nhừng. Mưa nhiều quá. Dạ. Tại mưa nhiều quá, mai đủ nước mà ra mai. À. Với lại nó nhừng. À, dạ. À. Nó nhừng nó nên. Chuẩn bị tết. Không, em nói là chuẩn bị ở nhà tết là xong hết rồi đó hả? Là khu vực đầu đường Điện Biên Phủ ngay góc chợ của 30 tháng 4 đó quý vị. Ngày tết rất là đông vui. Có rất là nhiều cô bác đang buôn bán các loại hoa. Dạ không khí tết. Quay xong mà mua ủng hộ mọi người bó bông chắc là phải bán cả người quá. Ở đây hôm nay Lâm làm cái phóng sự chủ yếu là về cái việc mà buôn bán hoặc hoa mai vào cái ngày tết đó quý vị. Ở những cái khu vực mà có chợ thì ở đây là chợ 30 tháng 4 thì cũng vẫn có bán mai nhưng mà số lượng như là không có được nhiều bằng các loại chợ như ở chợ Bắc Sơn hay là ở chợ Gà đó quý vị. Xa xa vẫn thấy có một số bà con cô bác vẫn đứng bán mai. Và sẵn dịp thì Lâm cũng quay cái khung cảnh mà mua bán vào ngày 30 tết luôn đó quý vị. Bán các loại dưa rất là nhiều, có những cái dưa khác rưỡi phúc thọ luôn nè quý vị. Rồi con cảm ơn. Chúc chú với con năm mới nhiều sức khỏe, con sự như ý. Dạ.